Hello mọi người, là mình là Thanh Nguyên của chiếc xe chi màu xám xi măng. Bữa giờ là mình có nổi lên nhớ chiếc xe chi màu xám xi măng, và có nhiều bạn vô nói mình là idol. Mình xin nói lại là mình không thích mấy bạn gọi mình là idol. Thích mấy bạn gọi là cô bé mua dưới nồi ốc dĩa, hoặc là Thanh Nguyên. Còn về những chiếc xe mà mấy bạn nói mình idol này nọ, có xe này nọ, mình xin nói lại luôn, mình có tiền, mình đi làm, mình tự mua xe mình chơi. Đó, mình không có xin xỏ một ai hết, mình tự kiếm tiền. Mà mấy bạn cứ vô nói là xe nhi mang ra chạy, mình xin nói lại là xe mình là mua xăng lửa rồi, chưa rứt nắp. Đó, để mấy bạn khỏi thắc mắc, khỏi nói là xe mình xe nhi mà mang ra chạy với người ta, là mình thích thì mình chạy, tại bởi vì hồi nhỏ là mình đã mê xe rồi. Đó, nên mấy bạn đừng có nói vô là mình idol này nọ nữa, mình cũng không thích nữa, mình chạy vì đam mê thôi.